여기서 밑에서 뜨거워진 다음에 끓여주는 거지. Xin chào các bạn. Hello xin chào các bạn. Lại là mình May đây. Và ngày hôm nay thì hiện tại đang là 1:30 sáng và mình đang có mặt ở trên đường. Đó. Và ngày hôm nay thì mình sẽ vlog một cái vlog khá đặc biệt. Đây là một cái hoạt động mà dạo này từ khi mùa hè bắt đầu ấy thì mình rất là hay làm, đó chính là mình đi cắm trại ở sông Hàn, nhưng mà vào buổi đêm, nghĩa là thức nguyên đêm bên bờ sông Hàn và picnic vào ban đêm. Đó. Hôm nay mọi người thấy mình hơi khác một chút tại vì mình đang quay bằng điện thoại, là một chất lượng nó không được tốt bằng. Và hôm nay thì mình đang hơi make up sương sương thôi, bởi vì là sẽ đi cả đêm mà, nên là rất là bất tiện để mà make up full mặt. Bây giờ thì mình đang ở cách sông Hàn tầm 1 tiếng đi xe đạp, nên là bọn mình sẽ cùng nhau là sẽ đạp xe đạp đến sông Hàn. Thực sự là đạp xe đạp vào ban đêm rất là vui luôn đấy mọi người, thì nó rất là mát, cảnh rất là đẹp, và có rất là nhiều người khác cũng đạp xe nữa. Are you okay? Đấy thì Đồng Kiêu thì có xe đạp, đây là xe đạp của Đồng Kiêu. Còn bây giờ thì mình sẽ phải thuê xe đạp của chính phủ Hàn Quốc. Đấy, mọi người thấy dễ đẹp không? Đây là xe đạp để thuê, cho người dân thuê. Còn một cái app thì mình sẽ làm luôn nha. Ok. Đấy thì một cái số điện thoại của người dân sẽ thuê được một cái xe. Và một cái xe này thì giá cũng khá là ok. Là tầm gì nhỉ? Như là 1.000 won một giờ, là 20.000 Việt Nam đồng một giờ á. Là kiểu bọn mình phải xịt mũi ngay lập tức, bởi vì là thực sự là độ sát thương của mũi Hàn Quốc rất là cao, rất là kinh khủng, nên là sẽ xịt. Có một lần đầu tiên mình đi như này này, xong mình không biết ý, mình không xịt thuốc xịt mũi, trời ơi bị đốt cho thôi rồi luôn ấy mọi người ạ. Và chân mình có rất là nhiều vết mũi đốt. Mọi người ơi, bây giờ thì mình sẽ phải đi lên cái cầu kia. Mọi người đoán là đi lên cái cầu thang máy rồi mọi người ạ. Đấy. Thang máy, đợi thang máy xuống. Thang máy đang xuống rồi mọi người. Lên cầu rồi. Đi vui thế nhưng lại xịt lốt rồi. There's a pumping place. Và thế là bọn mình mất tầm 1 tiếng để đi tìm chỗ bơm xe, rồi kiểu dắt xe đến đấy để bơm ý. Chung là cũng không sao, mọi chuyện đều ổn. Hello mọi người, bọn mình đã đến nơi rồi mọi người ạ. Đây là hai xe của bọn mình. Trời ơi, sau rất là nhiều những biến cố thì đã đến nơi rồi mọi người ạ. Và thực sự hôm nay rất là vắng luôn. Bây giờ là tầm 4 giờ kém sáng mọi người ạ. Ở đây cũng có một vài người này, nhưng bình thường thì đông hơn rất là nhiều. Đấy thì bây giờ bọn mình sẽ vào nghỉ ngơi uống nước. Hello mọi người, mình đang trông rất là tã, kiểu rất là mồ hôi, mặt bóng nhẫy. Thì bây giờ ở đây có một cửa hàng tiện lợi này. Đấy, bây giờ mình sẽ ngồi ở bàn này cho nó sáng, ngay trước cửa hàng cho nó sáng nhá. Đấy thì bây giờ mình sẽ... Sau rất là nhiều lần có kinh nghiệm đi thì mình để ý là cái bàn lúc đó rất là bẩn ý. Em mình đã mang theo giấy ướt ấy để lau bàn, tại vì rất là nhiều người dùng cái bàn này ấy mọi người. Mình mang theo khá là nhiều giấy ướt để lau bàn. Bây giờ thì mình sẽ vào cái cửa hàng tiện lợi này để mua mì ăn nha mọi người. Bởi vì một cái đặc trưng của người Hàn khi mà đến sông Hàn ý là sẽ ăn mì gói nấu như thế này. Đấy, mình sẽ mua mì ăn nhá. Ui này, đấy một đống mì gói. Mình sẽ uống bia nữa nhá. Beer. Should we drink this? This tastes good. Go back.
Hết xin lỗi là sao? Xin lỗi. Bà má. À. À, yêu anh trai nó gửi. Nụ bà má. Dạ. Đây là trứng sống. Thế là kim chi. Kim chi, kim chi. Kim chi? 2,000원. Kim chi, 1,000원. 딱 하나 먹는데 사람이 좀 이상한데. 어? 나는 딱 하나인데 김치 먹게. 아. 김치. 사람들 많으면 몰라. 어. 저 많아. 만두도 먹을래? 영어 슈마이? 어, 슈마이. 맛있겠다. Lúc đội đồng kêu tiếng tiền mình cho mọi người xem cảnh ở đây nhá. Đây là sông Hàn này, đây là một cái cầu, mình không biết là cầu gì. Thực sự ở trên đường mình đi đến ấy có rất là nhiều cầu luôn ấy. Đấy, mọi người đang ngồi này, mọi người đang ngồi tâm sự. Ơ, có một anh cũng đi xe đạp đến này. Đây là cái toilet. Ồ, ra rồi. Đấy, mọi người ơi, bây giờ thì sẽ xem đồng kêu thực hành nấu mì. Vậy xem nhỏ này. 라면인데 설명할 게 있나? 네. 그래. 오케이. 그러면 마늘 후레이크. 좀 더 크게 말해주세요. 마, 모르겠네. 네. 이거 뭐예요? 이게 라면 끓여주는 거야? 아, 네. 라면 물 넣어줘. 여기 물 넣어주고 여기서 밑에서 뜨거워진 다음에 끓여주는 거지. 봐봐요. 아, 네. 일반 라면, 짬뽕 라면, 볶음 라면, 짜장 라면, 떡볶이류 종류가 많아요. 네. 어... 제 생각에는 네. 무파마는 일반 라면일 것 같아요. 아, 어, 네, 일반 라면이요. 그래서 이거 물 나온다. 잘못 먹는 사람들 이거 추천합니다. 왜냐면 그냥 사과 치즈 같아요. 지금 뭐라고? 네, 1분 남았습니다. 그래서 계란 넣을 거예요. 1분에. 네, 1분에? 1분에. 근데 좀 더 일찍 먹어, 지금. 오케이. 어? 오케이, 반. 2분 30초. 2분 30초. I don't know why, like, we're so, because everyone's so quiet, so it's kind of all sucky. Right? Try. Kiểu, hôm nay không đông như mọi khi ấy. Yeah. Xong rồi em mình kiểu mang theo máy quay nữa nên thấy hơi ngại hơn một chút nên mọi người thấy mình kiểu nói bé bé, kiểu e thẹn. Thì đấy là lý do ấy. Đấy, tất cả mọi người đều đang kiểu ngồi uống xong rồi tâm sự xong rồi thủ thỉ ấy. Đấy nên là, với cả hôm nay mình vlog bằng tiếng Hàn. Hôm nay mình thử nói tiếng Hàn một hôm thì mọi người kiểu bảo mình nói tiếng Hàn nhiều quá ấy. Thực ra mình cũng không giỏi tiếng Hàn nên mình cũng khá là ngại. Đấy, nhưng mà thử nói tiếng Hàn một hôm là có một vấn đề là ấy, khi mình ở Hàn mà mình vlog bằng tiếng Hàn ấy thì kiểu những người xung quanh sẽ hiểu ấy, nên là mình sẽ không tự nhiên bằng khi mình nói tiếng Việt như này. Tại vì lúc mình nói tiếng Việt hay tiếng Anh ấy, thì mình cảm giác như là người ta không hiểu mình ấy, nên là mình cứ thế mình kiểu quẩy quẩy ấy. À, xíu mại đến rồi này. Ta-da. Rất là thơm mọi người. Thì làm nên 처음 먹는 거예요. 치즈 너무 맛있다. 우리 맨날 영어로 얘기해서 그거에 대해 이제 안 사온 rồi. 아이고, 단파. 저 điện thoại đất rồi. Mọi người xem cái ốp của mình này. Mình dán sticker đó, mình tự dán đó. Thế cũng chẳng đẹp lắm. Rồi đây. Bây giờ thì bọn mình sẽ đi dọn cái đống đồ ăn này và sẽ đi chơi pháo hoa. Bây giờ thì mình sẽ ra cái
bên bờ sông này để cắm trại đi thôi. Mình có mang cái bạt theo rồi mọi người ạ. Đấy, mình có mua mấy cái loại pháo hoa cơ, vui lắm. Thực ra dạo này mùa hè ấy, trời sáng rất là nhanh. Mình nghĩ là chẳng mấy chốc nữa trời sẽ sáng luôn mọi người ạ. Thôi tối là mình sẽ giải bạt nhá. Đây là đèn quả dứa của mình. Mọi người thấy không? Ta-da! Đây, đây là đèn mình mang theo. Một đèn rất là nhỏ, bây nó đang bị dính hết vào nhau rồi. Bây giờ bọn mình sẽ chơi cái này trước. Đây là cái pháo hoa nó dài dài này. Là kiểu gì mình chưa chơi cái pháo này bao giờ mọi người ạ. Đấy, mọi người thấy không? Mua cả bật lửa rồi. I've never tried this. You know, I've never tried playing this. I'm not sure. Oh, what? Is it gonna? Yeah. What? Oh. Wow. 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 That's so beautiful. What? Ôi hơi được luôn đó mọi người ạ. Ôi nhiều đấy. What's so, like that's a lot. What? Wow. Oh. What? Okay. Oh. Wow. Oh. Oh. What? Oh, those clothes. It's over. Mình kêu đang tìm cách để chơi cái này mọi người. Trời ơi, where are we, honey? Let me. Where is she? Let's cross here. Wait. Oh. Oh my god. Wait, wait. I'm scared. Go further. Go further? What is happening? Wait. I have to go further. Go further, honey. Go further. What? Nhưng mà trời sáng rất là nhanh luôn ý. Bây giờ là 4:49 mọi người ạ. Đồng Kiêu đang trượt ván. Có một đam mê mới là trượt ván. Nên là đang trượt ván. Mình sẽ ngồi Đồng Kiêu, can I have one second? Đấy, thì bây giờ mình sẽ ngồi chilling ở đây thôi. Sẽ bật nhạc lên mọi người ạ. Bật nhạc lên và ngồi thư giãn thôi. Thì lại lạp xe về. Chắc cũng không có gì nhiều mà rất là vui. She's shaking the yams. Spend the whole summer trapping out the sedan.
marching with the bands, cause I think that I can. Đỉnh cao. Not đỉnh cao at all. Okay, what's đỉnh cao? Oh, rồi, đỉnh cao quá nhỉ. So đỉnh cao. Cut that out. Okay, okay. Oh, honey, I cut too much already. Oh, oh, wow. What the hell, man? Còn chưa ngủ mà đã có rất là nhiều người đang đi tập thể dục buổi sáng hả mọi người ạ? Ngày ngủ đêm bay. Ngày hôm nay mình cũng muốn ngắm mọc trời. Ngắm mọc trời mọc. Hôm nay mình cũng muốn ngắm mặt trời mọc ở đây ấy. Nên mình sẽ đợi mặt trời lên dần nha mọi người. Trời đang sáng rất là nhanh luôn ấy. May là mình kịp chơi pháo hoa lúc trời còn tối. Hi hi. Trời ơi, hôm nay khá là mát. Thật ra là hôm nay không mát bằng mọi khi mọi người. Mọi khi thì sẽ mát hơn và gió hơn. Nhưng mà đấy cũng là một điểm tốt. Tại vì là hôm nay mình vlog như thế này mà trời gió quá sẽ rất là kiểu bị ồn và bị tiếng gió vù ấy. Thì hôm nay cũng khá là tốt. I'll give you a film out of it. Do it again, I'll give you a film edit. You have to go first. Okay, let me push you first. It's cool, right? Bro, what are you doing, bro? It's out of focus. Trời ơi, không focus. Tùng kêu đang nhảy mọi người. Wow. Có rất là nhiều người đang đi tập thể dục mọi người ạ. Mọi người thấy không? Kêu rất là nhiều người luôn á mọi người ạ. Đó. Đi về thôi. Vậy là hết video rồi. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã xem đến hết video này.